Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành, các bệnh viện, trường đại học, Ban Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị COVID-19. Theo đó, trong giấy tờ làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội người lao động điều trị COVID-19 là một lần khám người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Đối với các hồ sơ giấy tờ không theo mẫu quy định do các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận, Ban Chính sách Xã hội Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng các quy định.